Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Houston. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Hoàng Bách Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là vị khách mời của chúng tôi là luật sư Stephen Deal. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào tái ngộ cùng luật sư Stephen Deal. Dạ, chào, kính chào chú Hoàng Bách và chào tất cả quý khán thính giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel và hệ thống Internet. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay luật sư Stephen Deal muốn nói một cái chương trình chuyên đề. Cái chuyên đề đó là cái gì? Cái chuyên đề đó là nói những cái nhà độc tài ở trên thế giới này, họ đưa ra những cái chiêu bài nó như thế nào để mà tạo cái sự phân hóa, để tạo nhiều yếu tố, để tạo ra những cái mà cuối cùng họ tạo ra sự phân hóa để họ chia rẽ, và từ đó họ sẽ cai trị, họ đưa ra cái chủ thuyết của họ. Thì ngày hôm nay sẽ khởi đầu về những cái chiêu bài của các nhà độc tài, làm thế nào từ cái chế độ dân chủ họ biến qua độc tài. Và có lẽ là ngày hôm nay luật sư dành nhiều thời giờ, và chúng tôi mong mỏi là quý khán giả khắp nơi đang theo dõi, thì lần này trong cái chuyên đề đó nói một cái tổng quát và sau đó đi vào cái lĩnh vực, tức là một trong những yếu tố các nhà độc tài khuynh luật khuynh đảo, đó là mặt truyền thông. Và mặt truyền thông đã đành họ đưa ra những cái tin thuyết âm mưu, và họ điện ra những cái thuyết âm mưu. Kỳ này chúng tôi nói về cái tin giả, thuyết âm mưu của các tin giả xả ra ở Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đó là nói về tờ Đại Kỷ Nguyên hay là Epoch Times. Quý vị sẽ theo dõi là tại sao quý vị đạp tin ngay cả các cái đài phát thanh cũng như là các cái đài truyền hình tại địa phương của chúng tôi hoặc nhiều nơi, chúng tôi thấy cũng lấy từ Epoch Times, mà Epoch Times là nó thực hiện cái thuyết âm mưu của những người cực hữu. Xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Bách. Giờ mình bỏ lên trên cái mạng cho tất cả quý vị và chú Hoàng thấy. Đây là cái cuốn sách được viết của năm 2018 do hai nhà giáo sư nghiên cứu gia về chính trị học tại trường Đại học Harvard. Cái tựa đề nó là How Democracies Die, có nghĩa là làm thế nào một cái nền xã hội dân chủ bị tàn lụi hay là chết đi. Thì đây là hai nhà giáo sư của trường Đại học Harvard họ viết cái cuốn sách này. Một người bên tay trái của quý vị đó tên là Daniel Ziblatt, và một người bên tay phải đó là Stephen Levitsky. Họ viết cái cuốn sách này trong năm 2018. Thì cũng trong năm 2018 nó cũng có một cái cuốn sách và của một nhà giáo sư chuyên môn về cái vấn đề chính trị học và kinh tế học ở trên nước Mỹ này. Ông ta là giáo sư dạy ở trường Đại học Yale. Ông ta viết cuốn sách, nó kêu là On Tyranny, 20 Lessons, tức là 20 bài học từ cái thế kỷ thứ 20. Chúng ta hiện bây giờ là ở đầu cái thế kỷ thứ 21. On Tyranny là về một cái chủ nghĩa độc tài. Thì đây là ông Timothy Snyder viết cuốn sách này. Trong quá trình của 5 năm vừa qua trên nước Mỹ, và chúng ta chỉ nói trên nước Mỹ, và chúng ta đưa những cái ví dụ ở trên thế giới để mà dẫn chứng cho cái vấn đề nó xảy ra trên nước Mỹ. Nhưng mà trong 5 năm vừa qua, tức là bắt đầu từ năm 2015 cho tới ngày hôm nay, về một cái người ứng cử viên và cái người tổng thống Donald Trump, thì trên nước Mỹ này đã có 1.200 quyển sách viết về cái quá trình của 5 năm vừa qua. Trong đó có 150 cuốn sách viết về cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa và gặp một cái thử thách rất là lớn lao. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn nói về cái này. Hai cuốn sách này thật sự đó, cái tựa đề mặc dù nó khác nhau nhưng mà nó có một cái mục tiêu. Cái cuốn sách mà nó đề On Tyranny có nghĩa là cái chủ thuyết của cái chế độ độc tài, thì nó đưa ra 20 cái lịch sử ở trong quá khứ của cái thế kỷ thứ 20 về như thế nào mà nó tạo ra những cái kịch bản của tạo ra một cái chế độ hay là một cái chủ nghĩa độc tài. Ngược lại cái cuốn sách mà How Democracy Die thì nó cũng nói, nhưng mà nó nói là đây là những cái chiêu bài để mà làm tàn lụy hay là làm sụp đổ một cái nền tảng dân chủ.
Mà khi mà cái nền tảng dân chủ sụp đổ thì đương nhiên là nó sẽ trỗi dậy một cái chế độ độc tài. Thành ra hai cuốn sách này nó có cùng một cái quan điểm, đó là về như thế nào để chúng ta thấy. Thì ngày hôm nay chúng ta lấy cái cơ hội mà chúng ta bắt đầu dược lại những cái vấn đề này, và chúng ta sẽ đi vào một trong những cái yếu tố quan trọng của cái nền tảng xã hội của nước Mỹ này. Cái sự trỗi dậy và xuất hiện của một người lãnh đạo độc tài thì thường thường nó bắt đầu từ cái sự rối loạn và chia rẽ trong một cái xã hội, trong một cái đảng phái chính trị hay là trong quốc hội. Thì trong 10 năm vừa qua, tất cả những cái điểm đó nó đều xảy ra ở trong một cái xã hội của nước Mỹ. Có nghĩa là có cái sự chia rẽ của cái xã hội Mỹ, và trong đó nó có cái sự chia rẽ của cái vấn đề đảng phái chính trị, và trong quốc hội nó cũng bị chia rẽ luôn. Mà khi mà cái sự chia rẽ nó càng ngày nó càng cao điểm lên, tức là sự chia rẽ nó cực độ, thì càng làm cho người dân họ bất mãn và họ mong đợi có một cái người lãnh đạo cứng rắn với một cái bàn tay sắt, và một người độc tài sẽ khai thác những cái yếu điểm này để tạo ra một cái phong trào chủ nghĩa dân túy hay là một cái phong trào chủ nghĩa dân tộc. Người đó sẽ dùng những cái chiêu bài hay là những cái kịch bản về một cái chế độ độc tài để mà hâm nóng cái sự sợ hãi của người dân. Thành ra cái lấy cái sự sợ hãi của người dân làm một cái chiêu bài để mà đưa đến một cái chủ nghĩa độc tài. Chú Hoàng Bách và quý vị biết, trong lịch sử của nhân loại trên cả ngàn năm, người lãnh đạo độc tài mà khi họ lên lãnh đạo là họ giành hay cướp cái chính quyền bằng vũ trang hay là vũ lực. Và chúng ta khi mà học về lịch sử, chúng ta sẽ thấy hằng hà đa số những cuộc cách mạng, những cuộc đảo chính bằng vũ trang, vũ lực trong lịch sử của nhân loại. Nhưng trong khoảng một thế kỷ vừa qua, tức là khoảng 100 năm vừa qua, những người độc tài họ không có cướp chính quyền bằng vũ lực hay vũ trang nữa, mà họ đoạt cái chính quyền qua người dân đưa cho họ qua những cái lá phiếu, qua những cuộc cách mạng. Điển hình là cái cuộc cách mạng ở bên nước Nga của ông Lenin, hay là cái cuộc cách mạng ở bên nước Tàu của Mao Trạch Đông, và gần đây nhất nó qua cái lá phiếu của đa số cử tri ở trong nước của những cái nước này. Chú Quang Bách có biết là ông Hitler là một cái người độc tài nổi tiếng ở trong cái chiến tranh đệ nhị thế chiến, nhưng mà ông là người được người dân Đức bầu lên chứ không có cướp đoạt cái chính quyền bằng vũ lực. Hiện bây giờ chúng ta ở bên nước Philippines thì có ông Duterte là được người dân Philippines bầu lên. Ở bên nước Italy năm 2006 thì có một cái người thủ tướng đó tên là Silvio Berlusconi, ông ta được người dân bầu lên. Ông ta là cái người tỷ phú ở bên nước đó. Và chúng ta cũng biết Tổng thống Putin là người do người dân bầu lên. Thành ra đây là những người độc tài trong quá khứ của một thế kỷ vừa qua. Thì những người này họ không có cướp chính quyền qua vũ lực và vũ trang, mà họ lấy cái chính quyền là được do người dân bầu lên. Thành ra chính người dân bầu lên những cái người độc tài trong nước họ. Trước khi mà chúng ta muốn nói về cái tại sao người dân và cử tri lại đi bầu một cái người, và cái người đó trở thành cái người độc tài và họ làm tan nát hay là soi mòn cái nền tảng dân chủ của đất nước họ, thì chúng ta nói một tí về cái tâm lý của loài người. Cái trí não của loài người đó, khi mà họ suy nghĩ về một cái việc gì trong xã hội thì họ suy nghĩ và thường đi theo là đi theo cái đám đông, tức là đi theo cái đa số. Hãy đa số nghĩ như thế nào thì họ đi theo cái đa số. Đó là cái thông thường, cái tâm lý của người dân theo cái sự suy nghĩ. Và trong một cái xã hội như là nước Mỹ này, nó có rất là nhiều sắc tộc khác nhau, những cái dân tộc thiểu số khác màu da. Người dân đó thì thường thường đó họ suy nghĩ theo cái sắc tộc của họ, tức là người da trắng họ sẽ suy nghĩ theo kiểu người da trắng, người da đen sẽ suy nghĩ theo người da đen, người Việt Nam suy nghĩ theo cách người Việt Nam, người da vàng sẽ suy nghĩ theo người da vàng.
Người da trắng đó, thì họ sẽ suy nghĩ theo cái số đông của người da trắng, vân vân và vân vân. Khi mà chúng ta hiểu được cái cách suy nghĩ của con người như vậy thì chúng ta mới hiểu được tại sao có cái sự trỗi dậy của một cái chủ nghĩa dân túy về sắc tộc trong một cái xã hội ở trên nước Mỹ này. Mà khi mà chúng ta cảm thông được và hiểu được những người đó như thế nào thì chúng ta biết khi một cái sắc tộc trong một cái xã hội họ cảm thấy là cái sắc tộc của họ đang bị đe dọa, cái quyền lực, cái sức mạnh của sắc tộc họ càng ngày càng yếu dần đi, hay là sự trỗi dậy của cái sức mạnh của một cái sắc tộc thiểu số khác, đặc biệt nhất là cái sắc tộc đó là cái sắc tộc của người da màu, thì cái chủ nghĩa dân túy hay là cái chủ nghĩa dân tộc và sắc tộc nó sẽ nổi lên và nó sẽ đưa đến cái sự chia rẽ trầm trọng trong cái xã hội. Và cái sự chia rẽ này nó sẽ đưa đến một cái xã hội có nhiều nhóm khác nhau, nó giống như là những cái bộ lạc, và vì cái sắc tộc và màu da nó tranh giành cái quyền lực và đưa đến cái sự kỳ thị chủng tộc và kỳ thị màu da. Một cái điểm khác về cái trí não của nhân loại là chúng ta hấp thụ và rất là dễ tin những cái tin xấu, những cái tin không tốt. Khi chúng ta nghe một cái tin đồn có thật hay không thì chúng ta ít có khi nào mà suy nghĩ và đi tìm hiểu để mà phân tích coi nó thiệt hay giả, mà rất là dễ tin những cái tin giả này. Trong một cái tư tưởng mà chúng ta thường hay nói là không có lửa thì làm sao có khói, nó ăn sâu vào cái tư duy của người dân. Thành ra khi mà người ta nghe cái tin đồn, mặc dầu nó không có thật, nhưng người ta nói nếu mà không có lửa thì làm sao có khói. Và vì lý do đó, cái tin đồn sai lạc mà nó cứ lặp đi lặp lại càng nhiều thì từ từ nó sẽ thấm vào cái tư duy của người dân, và người dân sẽ tin những cái tin giả đó là cái tin thật. Và một khi mà một cái xã hội có một cái người lãnh đạo hay một cái người chính trị gia đứng hàng đầu mà đưa ra những cái tin tức không có trung thực để kích động cái sự chia rẽ, cái sự phân hóa trong xã hội, đặc biệt nhất là cái sự chia rẽ về tôn giáo, về sắc tộc, về màu da, và đó là cái mầm mống cho cái sự trỗi dậy của một cái nhà độc tài. Họ sẽ cho cái sắc tộc đó, tức là người da trắng, biết là quyền lực của sắc tộc đó đang bị đe dọa bởi cái sự trỗi dậy của một cái sắc tộc khác, của một cái nước khác, của một cái xã hội khác. Và họ sẽ dùng cái chiêu bài hâm nóng cái sự sợ hãi của người dân. Họ sẽ nói, hứa hẹn là họ sẽ trở thành một cái người lãnh đạo, họ sẽ tranh đấu và dẹp tan những cái sự sợ hãi và đem lại cái sức mạnh đó. Và đó là cái vấn đề nó đang xảy ra ở trên nước Mỹ này trong 5 năm vừa qua. Rất là may mắn là cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ này nó được gây dựng qua trên 250 năm, và cái nền tảng của nó rất là vững chắc. Nhưng mà ngày hôm nay những cái thử thách và cái sự căng thẳng nó đưa chúng ta bắt buộc phải suy xét lại và phải chỉnh đốn lại, bởi vì dù sao đi nữa cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ này nó đã bị lung lay, và nó chưa có sụp đổ, nhưng mà nó cho chúng ta thấy là nếu mà không trong những cái xui mà nó được những cái may mắn, thành ra nó vẫn còn tồn tại chứ không mấy là nó sẽ sụp đổ. Bây giờ thì cho quý vị thấy một cách rất là tổng quát. Đây là cái nền tảng xã hội của nước Mỹ. Cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ nó dựa trên 4 điểm chính. Đó là cái hệ thống bầu cử phải được độc lập và phải được trong sạch. Cái thứ nhì là tất cả mọi người đều phải tuân thủ theo cái hiến pháp. Cái điểm thứ ba đó là tam quyền phân lập. Và cái điểm thứ tư không có trong đây nhưng mà đó là pháp trị, tức là không có ai qua khỏi cái pháp luật hết. Và cái điểm thứ năm đó là cái quyền tự do phát biểu ý kiến, hay là chúng ta có thể nói đó là đệ tứ quyền. Đây là cái nền tảng căn bản mà chúng ta biết theo cái hệ thống luật pháp hay là pháp trị của nước Mỹ này, nó bảo vệ cho cái xã hội dân chủ của nước Mỹ. Nhưng mà thật sự trong cái nền tảng xã hội dân chủ nó có một cái nền tảng nó còn cứng rắn hơn và nó quan trọng hơn, đó là cái người Anh, tiếng Mỹ nó kêu là the norms,
tức là cái nề nếp làm việc. Cái nề nếp làm việc có nghĩa là nó không có luật, nó không có nằm ở trong cái hiến pháp, nó không có nằm ở trong cái luật pháp của nước Mỹ, mà nó là một cái nề nếp mà người ta làm việc. Cái đó chúng ta có thể dùng cái danh từ nó là luật bất thành văn. Và luật bất thành văn có nghĩa là những cái việc mà chúng ta làm là nó dựa trên một cái rất là quan trọng. Cái đó là cái tinh thần tự trọng và liêm sĩ của tất cả những người lãnh đạo. Chúng ta không thể nào mà vượt qua những cái đó. Không. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy cái nền tảng đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu coi lại và đánh giá là cái nền tảng này nó vẫn còn vững chắc hay không, và cái nào nó bị sụp đổ chúng ta cần phải tu sửa cái đó lại, chỉnh đốn nó lại. Còn cái nào mà nó cứng rắn thì chúng ta phải phát huy cái đó. Thì trong quá khứ chúng ta có thể nói là trên nước Mỹ này, cái tinh thần tự trọng và cái tinh thần liêm sĩ, tức là cái nề nếp làm việc, luật bất thành văn, thì thật sự cái đó đã bị sụp đổ. Một khi mà cái người lãnh đạo họ không có nể nang và không làm theo những cái nề nếp của ngày xưa, thì cái đó nó đưa cho chúng ta thấy cái nền tảng căn bản nhất nó đã bị sụp đổ. Thì nó mới đi tới cái nền tảng thứ nhì. Và cái nền tảng thứ nhì, cái điểm đầu tiên đó là cái hệ thống bầu cử. Thì cái kỳ bầu cử năm nay của năm 2020 là cái hệ thống bầu cử rất là vững chắc. Không có cái sự gian lận theo một cái hệ thống gian lận mà chúng ta thường hay nghe trong một tháng rưỡi vừa qua. Một cái điểm nữa đó là cái hiến pháp của nước Mỹ, mặc dầu là ông Tổng thống Trump, ông ta không có muốn tuân theo cái hiến pháp, nhưng mà chúng ta cũng may mắn là tất cả những người lãnh đạo khác, đa số hay là đại đa số, họ vẫn bảo vệ cái hiến pháp của nước Mỹ. Họ không có muốn đi ngược lại cái hiến pháp. Lấy một cái điển hình, đó là tối cao pháp viện. Mặc dầu là trong đó là có 3 người là được Tổng thống Trump bổ nhiệm, nhưng mà họ làm đúng theo cái hiến pháp, tức là họ bảo vệ cái hiến pháp chứ không bảo vệ một cá nhân hay là một cái đảng phái. Và một cái điểm nữa đó là cái tam quyền phân lập. Chúng ta có 3 cái viện khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta biết tư pháp, tức là bên tòa Barack, thì nó đã bị sụp đổ. Cái bên lập pháp đó, tức là quốc hội đó, thì chúng ta biết nó đang bị lung lay, là nó không có một cái sự độc lập mà nó lại đi theo và bảo vệ ở bên tòa Barack. Mặc dầu đó ở bên quốc hội thì nó có 2 đảng và có 2 viện, hạ viện và thượng viện. Hạ viện nằm trong tay Dân Chủ và thượng viện nằm trong tay Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta biết thượng viện á, thì nó lại nằm vô ở bên tòa Bạch Ốc và bảo vệ những cái sai lầm của tòa Bạch Ốc. Thành ra đó, cái tam quyền phân lập đó, nó đang bị lung lay. Cái đệ tứ quyền, tức là cái quyền phát biểu của dân chúng, đặc biệt nhất là cái quyền phát biểu ngành truyền thông, báo chí, thì cái quyền này nó cũng bị đe dọa và thử thách rất là nặng nề. Chúng ta đã biết là tất cả những cái ngành truyền thông chính thống đã bị Tổng thống Trump nói đây là những cái fake news, những cái tin tặc, đừng bao giờ tin những cái này. Còn những cái tin tặc thật sự đó, tin giả, thì nó lan tràn gấp 10 lần, gấp 50 lần những cái tin của những cái ngành truyền thông chính thống. Thành ra cái đệ tứ quyền nó cũng bị lung lay. Cái hệ thống bầu cử nó cũng bị lung lay, là bởi vì cái hệ thống bầu cử nó rất là vững chắc ở trên nước Mỹ này. Nhưng mà trong năm 2020 thì chính cái người lãnh đạo Tổng thống Trump lại nói là cái cuộc bầu cử là có một cái hệ thống gian lận. Mà gian lận đó không phải là của đảng Dân Chủ gian lận không, mà luôn cả của những người của đảng Cộng Hòa gian lận. Gian lận để mà hạ Tổng thống Trump là người của đảng Cộng Hòa. Thành ra ông ta tấn công vào cái hệ thống bầu cử. Mặc dầu ông ta tấn công rất là mạnh vào cái hệ thống bầu cử ở trên nước Mỹ này, nhưng mà cho tới ngày hôm nay nó bị lung lay, nhưng mà nó không có sụp đổ, nó vẫn còn đứng vững ở chỗ đó. Tổng thống Trump cũng tấn công vào cái hiến pháp, không tuân theo cái hiến pháp, và kiếm những cái vấn đề, tức là nếu mà nó không có nói thì mình không có cần phải làm theo. Thành ra cái hiến pháp nó cũng bị lung lay, nhưng mà nhờ cái sự bảo vệ của tối cao pháp viện, thành ra cái hiến pháp nó vẫn còn đứng vững, không có bị sụp đổ. Cái tam quyền phân lập, cái này là một cái bây giờ đó nó gặp rất là nhiều cái sự rắc rối, là bởi vì đó cái quốc hội đó
thật sự nó không có một cái sự độc lập và nó không có ngăn chặn được cái sự lạm dụng quyền hành của cái ngành tư pháp, tức là tòa bạch ốc, mà nó phải dựa vào bên cái ngành bên bên tòa án. Thì chúng ta thấy mặc dầu tòa án đó, chú Quang Bách và quý vị biết đó, trong 4 năm vừa qua dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump thì Đảng Cộng Hòa và tòa Bạch Ốc đã bổ nhiệm vào khoảng 300 cái ghế của tất cả những tòa án liên bang ở cái tòa thẩm phán, tức là cái tòa mà thấp nhất, mà sau đó đó cái tòa cao chống án đó là khoảng 150 người thẩm phán của Đảng Cộng Hòa đã được bổ nhiệm vào. Có nghĩa là tổng cộng đó là trên 450 người là người của Đảng Cộng Hòa, là những người mà ông Tổng thống Trump bổ nhiệm. Và ở trong Quốc hội, trong tối cao Pháp viện thì chúng ta cũng đã biết là có 3 người là của Tổng thống Trump bổ nhiệm, và tổng số những cái người của Đảng Cộng Hòa ở trong tối cao Pháp viện đó là 6 người. Nhưng mà mặc dầu là cái đó, họ vẫn giữ được cái vị trí độc lập mà không có bị ảnh hưởng bởi tòa Bạch Ốc. Thành ra cái vấn đề mà tam quyền phân lập nó cũng không có bị lung lay. Đây là những cái điểm rất là tốt. Thành ra chúng ta thấy cái nề nếp làm việc thì nó bị sụp đổ, chúng ta cần phải gây dựng cái đó lại. Nhưng mà trong cái hệ thống bầu cử, trong cái hiến pháp tam quyền phân lập và đại tứ quyền thì nó vẫn còn đứng vững ở đó. Và vì cái đứng vững ở đó, cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ vẫn còn tồn tại, nó không có bị sụp đổ. Nếu mà không thì chúng ta đã bị nó sụp đổ rồi ha. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào những cái chi tiết. Thì bây giờ cái cuốn sách mà How Democracy Die, thì đây là 4 điểm mà hai nhà giáo sư của trường đại học Harvard có nói. Ông ta đưa ra 4 cái tiêu chí ha, và ông ta nói là Tổng thống Trump khi mà ông ta làm những cái việc này để mà làm sụp đổ cái nền tảng xã hội dân chủ của nước Mỹ này, ông ta có thành công hay không. Và đây là 4 cái tiêu chí mà họ đưa ra. Cái điểm thứ nhất là đập vỡ hay làm suy yếu các quy tắc của nền tảng dân chủ. Thì cái điểm đầu tiên họ nói ông Tổng thống Trump đã làm được cái đó rồi, tức là ông ta không có đập vỡ nhưng mà ông ta làm suy yếu tất cả những cái quy tắc của cái nền tảng dân chủ. Cái điểm thứ nhì đó là gọi hay là miệt thị tất cả đối thủ chính trị của mình là kẻ thù. Thì Tổng thống Trump cũng đạt được mục tiêu của đó luôn, tức là ông ta đã làm được cái đó. Tất cả những người nào mà là đối thủ chính trị của Tổng thống Trump thì ông ta nói đó là kẻ thù của ông ta. Cái điểm thứ ba là ông ta bắt đầu dung túng hoặc khuyến khích dùng bạo lực. Những cái lời lẽ của cái người tổng thống kêu gọi người dân, đặc biệt nhất là những người cực hữu, những người cuồng, kêu họ dùng bạo lực, và đó đưa đến những cái sự ấu đả ở trong cái xã hội Mỹ. Khi mà có những cái cuộc xuống đường hay biểu tình, chúng ta cũng thấy đem đến cái sự rối loạn. Mà giống như là cái mà hồi nãy mới vừa nói, khi một cái xã hội nó rối loạn, khi một cái xã hội nó chia rẽ, người dân họ bực bội và người dân họ họ mong ước sẽ có một cái người lãnh đạo cứng rắn để mà đem lại cái sự trật tự. Thành ra nó càng chia rẽ chừng nào, cái xã hội nó càng rối loạn chừng nào, thì cái sự mà cái môi trường để mà tạo một cái người lãnh đạo độc tài nó lại càng tốt chừng đó. Thì ông ta đã làm được cái điểm thứ ba luôn. Rồi cái điểm thứ tư đó là cắt giảm cái quyền tự do dân sự của đối thủ, bao gồm cả cái phương tiện truyền thông. Thì đây là cái điểm mà ông Tổng thống Trump cũng đạt được luôn. Tức là trong 4 cái tiêu chí mà trong cái cuốn sách On Democracy Die thì họ nói là Tổng thống Trump trong 4 năm vừa qua ông ta đạt được những cái bên này, đạt được những cái mục tiêu này, nhưng mà cái nền tảng dân chủ nó vẫn còn đứng vững, nó chưa có hoàn toàn bị sụp đổ. Chúng ta chỉ dùng cái danh từ nó bị lung lay, nó gặp những cái rất nhiều thách thức, và ngày hôm nay chúng ta biết nó sẽ vượt qua, và hy vọng là trong tương lai dưới một cái chính phủ Joe Biden và một cái quốc hội mới, họ sẽ chỉnh đốn lại và họ sẽ đắp đi những cái lỗ hổng, những cái sơ hở mà của 4 năm vừa qua của cái hệ thống nền tảng dân chủ,
mà đã bị sụp đổ hay là đã bị đe dọa. Còn trong cái cuốn sách mà nó đề On Tyranny, tức là một cái chế độ độc tài, thì nó đưa ra là 20 cái cách thức dùng trong quá khứ. Và ông ta mới đưa ra đây là những cái chiến thuật hay là những cái kịch bản mới mà đã được sử dụng trong 4 năm vừa qua. Cái điểm thứ nhất thì chúng ta cũng đã biết tất cả những cái này thì nó cũng có một cái những cái điểm nó cũng rất là tương đồng, tức là giống nhau. Cái điểm thứ nhất là vũ khí hóa cái nỗi sợ hãi của người dân, tức là nói cho những người dân da trắng, nói quý vị coi chừng, coi chừng những người di dân, coi chừng họ qua đây họ họ lấy mất cái công ăn việc làm của quý vị, coi chừng họ qua đây họ cướp bóc quý vị, và coi chừng nước này nước kia họ sẽ giật tất cả những công ăn việc làm của quý vị. Nó kêu gọi và làm cho cái người dân sợ hãi, kêu gọi thành một cái chủ nghĩa dân túy, nó trỗi dậy cái chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt nhất là cái chủ nghĩa dân túy về sắc tộc ở trong nước Mỹ này, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó ông ta đưa ra đó, mà đây là những cái nó đã xảy ra nha, soi mòn cái thể chế chính quyền. Khi tổng thống Trump ông ta vào làm tổng thống trong tập đó, thì chúng ta đã thấy cái sự lạm dụng quyền hành ở trong cái hành pháp của ông ta hay là bộ bên bên đó không, và bắt đầu ông ta bổ nhiệm tất cả những người trung thành của tổng thống Trump vào cái hệ thống chính quyền, và những người đó sẽ làm những cái gì mà tổng thống Trump muốn. Nó sẽ đưa cho ông ta càng ngày nó có một cái quyền lực mạnh thêm, tức là trở thành một cái người độc tài, và nó sẽ làm đi cái sụp đổ của một cái xã hội dân chủ. Đó. Ông ta mới lúc đầu, nếu mà chú Hoàng Bách và quý vị nhớ, ông ta thu hút cái sự hỗ trợ của những người ưu tú, mà khi mà cần thiết ông ta vẫn có thể biến họ thành những con ma quỷ và ác quái. Lấy những cái ví dụ điển hình mà chúng ta đã thấy mà đã trải qua ở cái điểm thứ nhì, ngay từ lúc đầu tổng thống Trump bổ nhiệm vào cái bộ an ninh, chủ tịch bộ an ninh đó là ông thiếu tướng H.R. McMaster. Ông ta bổ nhiệm cái người bộ trưởng bộ quốc phòng đó là ông đại tướng Mattis. Ông ta bổ nhiệm một cái người làm chánh văn phòng đó là ông đại tướng John Kelly. Tức là tổng thống Trump ông ta đưa những cái người ưu tú vào và ông ta núp phía sau của đó để lấy cái uy quyền của những người trong quân đội mà người dân kính nể. Nhưng mà chúng ta biết là chỉ trong vòng 1 năm hay là 2 năm thì tất cả những người này họ đều ra đi hết. Cái điểm thứ nhất là họ không có trung thành với tổng thống Trump, tức là họ không phải là những người nịnh thần, mà họ làm là họ muốn trung thành cho cái đất nước. Mà khi mà họ cảm thấy tổng thống Trump đi lạc đường mà họ không thuyết phục được thì họ bỏ ra đi, tức là họ từ chức. Đây là những người đại tướng họ từ chức. Còn những người khác là cũng là những người yêu nước và những người tài giỏi, giống như ông John Bolton, một cái người cực hữu của đảng Cộng Hòa, hay là giống như ông Rex Tillerson, hay là giống như ông Jeff Sessions. Đây là những người lãnh đạo tài ba của đảng Cộng Hòa. Họ được bổ nhiệm vào, mà Tổng thống Trump là người bổ nhiệm họ vào. Tổng thống Trump nghĩ là những người này là trung thành cho Tổng thống Trump, sống chết với Tổng thống Trump và làm những cái gì Tổng thống Trump muốn. Nhưng mà họ không có làm được cái đó. Mà khi mà họ không làm được cái đó, họ không làm được những cái gì mà Tổng thống Trump kêu, thì chính Tổng thống Trump là cái người sa thải họ. Và Tổng thống Trump mới biến họ hay là miệt thị, phỉ báng họ là những người tồi tệ, những người rất là ngu dốt, dở, thành ra bị sa thải. Tức là ông ta biến những cái người ưu tú mà ông ta nhờ giúp để mà yểm trợ rồi không được, họ không có nghe lời tổng thống Trump, thì ông ta biến họ thành ma quỷ. Cái điểm thứ ba thì chúng ta cũng biết đó là tổng thống Trump lợi dụng và khai thác cái tôn giáo. Chú Hoàng Bách có biết đó, ở bên Mỹ này nó có một cái không phải là cái tôn giáo, nhưng mà một cái nó kêu là evangelicals, tức là những người mục sư mà đi giảng đạo rất là nhiều, thì họ đó được cái sự lợi dụng và khai thác của tổng thống Trump. Và tổng thống Trump mới nhờ những người này để mà làm giống như là ngày xưa đó, quý vị biết đó, ông Bush con đó là một cái người rất là rất là có tín ngưỡng ha. Và những người mà tôn giáo, Thiên Chúa giáo mà bầu cho tổng thống
Bush đó, một cái người rất là có tín ngưỡng, thì ông ta chỉ đạt được có 64%. Còn Tổng thống Trump thì thật sự không có cái tín ngưỡng, nhưng mà ông ta thu hút được 84% của những người tín ngưỡng trong cái đạo nơi Evangelicals. Mà trong cái 84% đó, 91% những người Thiên Chúa giáo da trắng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Cái con số nó vượt rất là cao, tức là biết lợi dụng và khai thác cái tôn giáo. Cái điểm thứ tư đó, mà cái những cái này là những cái kịch bản mà đã được dùng nha, đó là lấy cái vấn đề di dân của người Latino, lấy cái vấn đề của cái những cái sắc tộc thiểu số làm thành cái mục tiêu để mình chia rẽ cái xã hội. Và trong đó đó, ông ta cũng dùng một cái nó kêu là gọi hay là miệt thị hay là phỉ báng những người mà bất đồng ý kiến hay là những cái đối thủ chính trị, tức là người nào mà không đồng ý kiến với Tổng thống Trump thì đó là kẻ thù của Tổng thống Trump. Bất đồng ý kiến là kẻ thù. Và chúng ta sẽ về lại cái điểm thứ tư này trong giây lát. Cái điểm thứ năm là bắt đầu nó soi mòn cái sự thật, tức là những người nào mà nói những cái sự thật, phát biểu ý kiến của ngành truyền thông thì mình phải bịt miệng những người đó lại và đàn áp những cái nỗ lực của những người bất đồng ý kiến. Mà khi mà họ lên tiếng, mà họ phê bình chỉ trích một cái chính phủ, tức là tổng thống chính phủ Trump hay là tổng thống, thì những người đó sẽ bị bịt miệng, họ chửi bới miệt thị những cái người đó. Ngoài ra đó, Tổng thống Trump còn có một cái kế hoạch rất là hay, đó là kêu gọi tất cả những người trung thành với tổng thống bắt chước theo cái mô hình của tổng thống làm. Nào, Tổng thống Trump đó, người nào mà không đồng ý với ông ta miệt thị người đó, phỉ báng người đó và kêu người đó là kẻ thù. Báo chí và truyền thông mà không đưa những cái tin tốt, mà nói những cái tin trung thực mà nó không có tốt cho Tổng thống Trump thì báo chí là kẻ thù của dân tộc. Nào, cái câu kẻ thù của dân tộc, khi mà nói truyền thông là kẻ thù của dân tộc hoặc là báo chí là kẻ thù dân tộc, cái câu đó không phải là của Tổng thống Trump, mà cái người nói cái câu đó là ông Joseph Stalin, tức là cái người tổng bí thư hay là tổng thống ngày xưa của cái nước Liên Xô, một cái nhà độc tài của một cái đảng cộng sản quốc tế ở trong cái thời điểm đó. Cái đó là muốn dẹp đi một cái hệ thống truyền thông, tức là đệ tứ quyền ở trên nước Mỹ này. Và cái cách mà mở rộng và khuyến khích những người cuồng Trump, những người ủng hộ, những người trung thành Tổng thống Trump bắt chước theo cái mô hình này. Và cái đó nó xảy ra trong tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta. Và cái này chúng ta sẽ đi lại. Là một cái điểm đó, là quý vị cũng đã thấy trong cái cuộc bầu cử vừa qua, những cái người ủng hộ Tổng thống Trump họ miệt thị và phỉ báng những người nào mà không đồng ý và không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Họ miệt thị những người này là những người thứ nhất thổ tả, những người này là những người cộng sản, những người này là những người tàu cộng, những người này là những người thân cộng, những người này là những người phản bội quốc gia, vân vân và vân vân. Đó, và họ, những cái người mà không có đồng ý với những người mà ủng hộ Tổng thống Trump, thì chính những người ủng hộ Tổng thống Trump trong tập thể cộng đồng người Việt Nam miệt thị, phỉ báng và bôi nhọ những cái người Việt Nam khác, dù cho họ là bạn của mình, sinh hoạt mấy chục năm rồi, họ kêu những người này là kẻ thù của họ, họ không chơi với những người này nữa. Cái đó nó xảy ra trong tập thể cộng đồng Việt Nam, là ở cái thứ năm, nó soi mòn cái sự thật và họ hướng dẫn cái mô hình là hãy người nào bất đồng ý kiến của mình là miệt thị những người đó, chửi bới những người đó, bôi nhọ họ và kêu họ là kẻ thù. Và cái đó nó xảy ra trong tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Cái điểm thứ sáu đó là khi mà thắc cử thì cái điểm đầu tiên đó, là gọi cái cuộc bầu cử đó là gian lận và không chấp nhận cái kết quả bầu cử. Mà nếu mà cái đó mà không thành công nữa, nó sẽ đi tới điểm thứ bảy, đó là áp dụng thiết quân lực. Đây là 7 điểm mà nó đưa ra của cái cuốn sách On Tyranny, là một cái chế độ độc tài. Thật sự đó, đây là những cái kịch bản nó đã được áp dụng ở bên nước Liên Xô
nó đã được áp dụng ở bên nước Tàu, nó đã được áp dụng ở bên nước Ý Đại Lợi, nó đã được áp dụng ở bên nước Đức. Thành ra đây là những cái chiêu bài đã xảy ra trong quá khứ và được áp dụng để mà làm sụp đổ cái nền tảng dân chủ của cái xã hội Mỹ. Rất là may mắn là không có đạt được mục tiêu, mặc dầu có những điểm đã đạt được mục tiêu, nhưng mà nó làm cho cái nền tảng bị lung lay, nhưng mà cái nền tảng nó vẫn chưa có sụp đổ. Thì đây, trong cái xuôi thì nó cũng có cái mai. Và ngày hôm nay đây là những cái mà tóm tắt của hai cái cuốn sách này, thì chúng ta sẽ đi vào và phân tích một cách rõ ràng hơn là cái vấn đề mà nó mà chúng ta có thể nói là soi mòn cái sự thật, tức là đưa cái tin tặc và cái tập thể cộng đồng người Việt chúng ta cũng bắt chước theo cái vấn đề đó, là hãy người nào bất đồng ý kiến với họ đó là kẻ thù của họ. Chú Quang Minh. Và luật sư vừa đưa ra một cách tổng quát những cái diễn biến, những cái tiến trình từ một cái thể chế dân chủ mà cứ người độc tài họ muốn biến thành độc tài, họ phải đi qua những cái từng bước, những cái giai đoạn để vượt qua, và trong đó có 7 giai đoạn. Mà trong cái luật này thì luật sư có đề cập tới cái vấn đề là tin tặc. Bây giờ ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề tin tặc, và trong những cái lần tới đó, luật sư sẽ đi vào chi tiết từng cái vấn đề. Nhưng mà cái ngày hôm nay cái tin tặc, tại sao có tin tặc, và đặc biệt trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì thưa luật sư, ngày hôm nay thì nhờ luật sư nói xem, tin tặc ở Việt Nam đó, thì có cái tờ Epoch Times. Epoch Times đó là cái tờ Đại Kỷ Nguyên. Cái tờ báo này đó nó thành lập từ tháng 5 năm 2000, chứ không phải mới, năm 2000, do một người có tên là ông John Tenn và cùng với một số người đứng ở trong Pháp Luân Công để mà thành lập. Thì sau này có sự phối hợp của ông Steve Bannon, bởi vì khi mà tờ Spotlight họ muốn một họ cái ưu tiên của họ là gì, cái đặc biệt của họ là chống Trung Cộng. Họ phát xuất từ ở Trung Cộng là Pháp Luân Công là cái môn thể thao, môn tập dược về thể thao, cho nên sau đó họ bị ở trong nước đàn áp và cuối cùng họ chạy ra. Thì ông Lý Hồng Chí đó là cái người thủ lãnh của Ibota, không, cái người thủ lãnh của Pháp Luân Công, nhưng mà cái người mà lo cái vấn đề mà truyền thông đó là ông John Tenn. Thì chúng ta biết là nêu lên một chút xíu, có họ có ít nhất Ibota đó họ có ít nhất là 35 ngôn ngữ khác nhau, từ Âu Châu cho tới Á Châu, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan cho tới New Zealand. Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp ở New Zealand và kể cả Âu Châu, họ đưa ra nhiều cái thuyết âm mưu. Ví dụ như bên Âu Châu thì họ dùng cái là bên Âu Châu họ đưa ra là cái ngày tận thế, bởi vì bên Âu Châu là tôn giáo, là công giáo là nhiều, sẽ có ngày tận thế như thế này mà cần phải thế này. Rồi ở người Á Châu đó, người Á Châu thì họ đưa ra là lịch dịch vì dịch lý, tức là có một người bố của tướng số đó, rất là giỏi, của tổng thống Trump đó, là một thiên hạ, cái người mà vô địch trong thiên hạ. Còn ông Joe Biden đó, là tác giả sẽ chết trong cái năm 2021 chẳng hạn. Họ đưa ra nhiều, và ngay ở Việt Nam đó thì họ đưa ra nhiều cái tên khác nhau, họ lập ra nhiều cái Facebook. Ví dụ chúng tôi xin đơn cử là Trí Thức Việt Nam, Chân Trời Mới Media, hoặc là Hoa Sang Trăng, Hoa Sang Khai Nở, hoặc là Đạo Pháp Hồng Truyền Chân Thiện Nhẫn, vân vân và vân vân. Thì ở trong nước đó họ thành lập ra nhiều cái Facebook khác nhau và họ tài trợ đó, mà có thể nói là một ổ người tự trong nước. Cho nên chúng ta trong cái thời gian vừa qua đó, trong cái cộng đồng người Việt của mình đó, tại sao những người trong nước, những người đấu tranh, những người ở trong nước, ngay cả trong chính quyền mà cũng ủng hộ tổng thống Trump, là vì họ bị ảnh hưởng cái tờ Epoch Times rất là lớn. Mà cái bên Âu Châu thì theo cái tờ BBC đó, họ nói là BBC họ đi về phía nam của nước Anh đó, cũng có những cái tờ Epoch Times gửi tới cho người dân ở đó. Cho nên cái tờ Epoch Times họ muốn biến đó thành một cái thương hiệu, bởi vì họ chống Trung Cộng, cho nên cái mục tiêu họ đưa ra là chống Trung Cộng và ủng hộ tổng thống Trump, và họ nghĩ là tổng thống Trump là coi như đối thủ. Mà cái chuyện này nó được khai thác bởi ông Steve Bannon, là một người gọi là cố vấn cho tổng thống Trump đã đành, nhưng mà một người rất là cực hữu và chống lại cái người kỳ thị da màu đã đành,
chấm luôn cả người Á Châu. Và ông cho rằng là trong thế kỷ 21 sẽ là cái thế kỷ của người Á Châu đi đô hộ trên thế giới nữa, đi lâm trường trên thế giới, họ giành ảnh hưởng. Cho nên cái lập trường của ông rất là chống đấu rất là nhiều. Bây giờ thì mời luật sư, dưới cái nhìn của luật sư về các cái vấn đề mà tại sao cộng đồng người ở Việt Nam ở hải ngoại thì tiêm nhiễm, ở trong nước cũng bị ảnh hưởng, là do quá nhiều họ lập ra các cái nhiều Facebook, các cái YouTube vân vân và vân vân. Thì hiện tại đó các cái Facebook này là đã bị Facebook đóng cửa, bởi vì họ truy tìm ra đó, họ trả tiền, Inbox Thai trả tiền cho Facebook, nhưng mà họ hỏi số tiền đó nó phát xuất từ đâu, ai là người chịu trách nhiệm, thì họ không trả lời, cho nên cuối cùng Facebook đã đóng một số, bây giờ họ làm qua YouTube. Thì mời luật sư. Dạ đúng vậy. Ngày xưa đó nó không có cái hệ thống mạng internet, thành ra đó ông Stalin ông ta mới nói báo chí là kẻ thù của dân tộc. Ngày hôm nay đó chúng ta cũng thấy cái câu đó được lặp lại ở trên nước Mỹ này, với cái người tổng thống của một cái xã hội dân chủ nói cái ngành truyền thông là kẻ thù của dân tộc. Mà bây giờ làm sao để cho người dân không còn tin tất cả những gì trong cái ngành truyền thông chính thống, thì bắt buộc phải đưa ra tin tặc. Mà cái này chính Tổng thống Trump cũng nói nha. Xin lỗi. Tổng thống cũng có nói ở trên đài CBS khi mà ông ta được phỏng vấn. Ông ta nói rằng là tôi phải nói cái câu đó, ngành truyền thông là kẻ thù của dân tộc, để khi mà cái ngành truyền thông chính thống họ phê bình, chỉ trích Tổng thống Trump, thì ông ta nói đó là kẻ thù của dân tộc. Và một cái chiêu bài, kịch bản rất là hay. Và nhờ cái hệ thống internet bây giờ ngày hôm nay, bên Tổng thống Trump và những người trung thành Tổng thống Trump, họ mới làm ra những cái tin tặc. Và cái tin tặc đó nó gấp 10 lần cái tin thật sự, và nó lan tràn đầy hết trên cái hệ thống mạng, và nó đưa ra những cái tin giả. Và cái người dân đó thì đại đa số là người ta không có đủ cái thời gian để người ta nghiên cứu, và người ta không có đủ cái thời gian mà người ta nghe những cái tin tức, và nó tràn ngập ở trên cái Facebook của người ta, nó tràn ngập ở trên những cái email của người ta. Đây là một cái hệ thống làm việc nhé, chứ không phải là nó tự nhiên nó xảy ra. Và nó tràn ngập vào, và nó luôn cả những cái ngành trên YouTube nó mới đưa ra. Và người dân bắt đầu hoang mang, bởi vì không biết cái tin nào là đúng, cái tin nào là sai. Một đài truyền thông nói cái tin, rồi cái 10 cái đài truyền thông khác nó nói cái tin ngược lại. Rồi bây giờ chúng ta không biết nghe cái tin nào. Một cái khuyết điểm hay là một cái yếu điểm của tập thể cộng đồng người Việt, đại đa số người Việt Nam của chúng ta thì không có rành về cái tiếng Anh. Thật ra họ không thể nào đọc được những cái tờ báo của tiếng Anh. Cái vấn đề ngôn ngữ thì nó có cái giới hạn. Thì họ dựa vào những cái mạng và những cái ngành truyền thông nói tiếng Việt hay là viết tiếng Việt. Mà bây giờ nếu mà cái tin tặc, những cái tin sai, những cái tin giả nó tràn ngập tất cả những cái hệ thống mạng, những cái ngành truyền thông của người Việt Nam, thì vô hình chung đó là những cái họ nghe. Mà chính chúng ta cũng đã thấy những cái đó nó xảy ra. Như chú Hoàng Bách nói, ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng ta thâu cái chương trình này, chú Hoàng Bách, là tối ngày thứ hai 10 giờ, tức là 28 tây tháng 12 ở nước Mỹ, là tối. Khi mà quý vị coi cái này thì nó có thể qua ngày hôm sau. Đây là cái mạng lưới của Epoch Times tiếng Việt. Và quý vị thấy đó, là cái này là cái nó nói, nhưng mà ngay cái chỗ này tôi muốn đưa cho quý vị coi và chú Hoàng Bách thấy. Tin sáng 29 tây tháng 12. Chúng ta bây giờ mới có ngày 28 thôi. Là bởi vì cái tin tặc này nó ra từ trong nước Việt Nam. Và nước Việt Nam hiện bây giờ nó là khoảng 11 giờ sáng của ngày thứ ba 29 tây. Nha. Thì trong đây nó có nói là Tổng thống Trump chia sẻ video âm mưu đánh cắp nước Mỹ. Mà khi chúng ta đi vô, đây là những cái YouTube mà họ làm, mà mình đọc lại những cái này đó thì mình sẽ thấy có những cái rất là mình đọc cái mình cũng hơi choáng váng, nhưng mà đây là những cái tin cũ.
Quý vị có thấy như là cái này tin chiều ngày 22 tháng 12 100% có thể thắng mà không cần thiết quân lực. Rồi cái ngày 22 tối tháng 12 mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì của Tổng thống Trump đã được đền đáp. Rồi ở đây ngày 24 tới tháng 12 Georgia sắp có kết quả cuộc thẩm định chữ ký bầu cử 2020 là sự xấu hổ. Rồi cái ngày 24 tới tháng 12 Tổng thống Trump phủ quyết dự luật quốc phòng. Đây là những cái mà khi mà chúng ta đọc vào hết 90% là những cái tin nó hoàn toàn giả, không có thật, là của cái Epoch Times tiếng Việt. Đây là cái mà cũng là cái mạng của cùng một cái người chủ, nó là Đại Kỷ Nguyên. Thì trong đây quý vị cũng thấy nó có những cái, thì cái này là những cái tin tức cũ thôi, nhưng mà cho chúng ta thấy là Đảng Dân Chủ và giới truyền thông đã âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử từ rất lâu. Và chúng ta đọc vô hoàn toàn những cái tin giả, nhưng mà đây là cái mà đại đa số người Việt Nam chúng ta đọc, một cái của Đại Kỷ Nguyên mà nó nói, mà cái này là của ngày 25 tháng 10, bê bối ngày càng bùng nổ của nhà Biden và Đảng Dân Chủ, cơn sóng thần email và các nhân chứng mới. Đây là những cái tin hoàn toàn giả. Một cái này đó là cũng rất là, you know, đọc vô là mình nhức cái đầu. Cái này là mới đây, là trước đây 5 giờ, tức là ngày hôm nay. Quái vật Kraken 2.0, luật sư Paul phát hành tài liệu dày 270 trang về gian lận bầu cử. Đây là những cái tin mà nó giả, nhưng mà nó tràn ngập tất cả những cái Facebook của người Việt Nam chúng ta, nó tràn ngập tất cả những cái YouTube của người Việt Nam chúng ta theo và coi, nó tràn ngập trong những cái email ở trong những cái khu vực của quý vị và tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Đây là những cái mà chúng ta cần phải đối diện và phải nói và kêu gọi tất cả người dân mình cẩn thận, không nên lấy và không nên đọc những cái tin tức từ những cái nguồn tin này ra. Bởi vì đó 90% nó là hoàn toàn sai, mà nó quá sai chứ không phải là nó sai chút chút, nó sai rất rất là sai. Và nó đem đến cái sự hoang mang của tập thể người Việt Nam của chúng ta. Giống như ngày hôm qua khi mà tôi đi chú Bằng Bách, mình đi ra ngoài đi gặp vài người quen, cho tới ngày hôm nay họ lại hỏi mình, họ nói anh Steven, nghe nói Tổng thống Trump thắng phải không? Mình cười, mình nói trời đất ơi, cái tin đâu mà nói như vậy, đúng không? Tất cả những cái tin trong một tháng rưỡi vừa qua, nhưng mà họ vẫn tin tưởng và họ nói họ vẫn đọc những cái tin là Tổng thống Trump hiện bây giờ là cái người đắc cử. Và cái điểm mà nó rất là tai hại cho tập thể cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Mà ngày hôm qua tôi có cái cơ hội nói chuyện với vài người, mà đây là những người rất là dễ thương, người Việt Nam, họ đi làm nails, họ đi làm construction, tức là những người không có khả năng, họ biết tiếng Anh chứ không là không biết tiếng Anh, nhưng mà cái tiếng Anh của họ biết để xã giao chứ không phải là để đọc và để nghe tin tức. Thì họ có hỏi là có nên đi chích ngừa COVID hay không. Thì cá nhân tôi nói là nên đi chích ngừa, nhưng mà phải đợi cho tới cái đợt của mình mới đi chích được, chứ không phải là ai muốn đi chích ngừa cũng được. Thì họ mới nói rằng là theo cái tin tức của họ biết, họ nhận được qua Facebook hay là qua những cái ngành truyền thông, những cái khu vực của họ ở bên Cali, họ nói rằng là nghe nói là cái đại dịch COVID đó, nó là giả chứ không có thiệt. Chú Hoàng Bách và quý vị có tin là tới ngày hôm nay 300.000 người đã bị tử thương ở trên nước Mỹ này, mà cái tin đó, trong người Việt Nam, là cái đại dịch COVID là giả chứ không có thiệt. Đừng có tin cái đó. Thành ra không cần phải đeo khẩu trang và cứ đi ra sinh hoạt.
Rồi cái điểm thứ nhì, nó đang lan tràn trong cái tập thể cộng đồng người Việt, là nói rằng là đừng có đi chích ngừa. Bởi vì cái chích ngừa đó, nó chích vô đó, nó hại cho mình đó. Và nó làm cho mình bị bệnh này bệnh kia, chứ nó không có làm hết bệnh, nó có ngừa cái gì hết. Thành ra đừng có đi chích ngừa. Tức là ngoài đó có một cái thuyết âm mưu mà nó đang lan rộng trong cái tập thể cộng đồng người Việt. Cái điểm thứ nhất, đừng có đeo khẩu trang. Bởi vì cái đại dịch Covid đó là cái giả chứ không có thiệt. Cái đó là cái thuyết âm mưu của cái đảng Dân Chủ, của những người thổ tả. Họ đưa ra cái đại dịch Covid để làm sụp đổ cái nền tảng kinh tế của nước Mỹ này, và để hạ Tổng thống Trump. Thì nó đừng có tin cái đó. Nó không có cái đại dịch ở đây. Và cái số 300.000 người dân mà chết đó, cái đó là tin giả đó. Những cái nhà thương đó, người ta chết già, chết bệnh, chết bị đụng xe đó, họ cũng nói là chết Covid hết. Thì nó đừng có tin cái đó. Đây là những người khi mình nghe mình cũng hơi chớ giớ. Mình nói cái đó hoàn toàn sai. 300.000 người chết là có thật. Mà những người quen biết của mình, của cá nhân mình đã bị bệnh nhưng mà khỏi, và họ nói lại cái đó là thiệt chứ không có giả. Rồi bây giờ đó họ lại còn hoang mang là có nên đi chích ngừa hay không. Và cái thuyết âm mưu bây giờ nó đưa ra, nó nói cái kêu người dân đó, đừng có đi chích ngừa. Đây là những cái tin rất là hại cho tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta. Mà chúng ta cứ nghe, đây là một cái mà tất cả những người, chú Hoàng Bách và tất cả quý vị, khi quý vị coi chương trình này, chúng ta cần phải hướng dẫn tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Chúng ta cần phải giúp đỡ cho những người này, cho họ biết là những cái tin mà họ nghe nó hoàn toàn sai lạc, không đúng. Đừng có coi những cái đó nữa, mà phải nghe những cái chỗ và những cái tin cho nó chính xác hơn. Là bởi vì cái đại dịch Covid, cái vấn nạn này rất là nặng nề ở trên nước Mỹ này, nó là có thiệt chứ không là không có. Phải cẩn thận, phải đeo khẩu trang, và nếu mà có cái cơ hội thì phải đi chích ngừa. Chứ đừng có nên nghe những cái thuyết âm mưu, nó rất là tai hại. Bởi vì cái vấn đề bầu cử thì nó đã qua rồi, chúng ta không cần phải nhắc lại cái vấn đề những cái thuyết âm mưu của cái bầu cử. Nhưng mà bây giờ nó lại đi vào một cái là cái thuyết âm mưu về cái đại dịch Covid và về cái vấn đề vaccine, tức là cái vấn đề thuốc chích ngừa. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, cũng xin nói thêm là cái Epoch Times mà ở Việt Nam đó là do một người đặc trách làm ở bên nó, coi như là đại diện đó, tức là ông Trung Vũ. Ông này đó là coi như ông rất là thành công, bởi vì ông kỹ thuật ông giỏi, cho nên khi mà một người thích đạp tin viện Trung đó, tự động đó, những lần sau đó, nó tự động nó gửi đấy trên Facebook và trên YouTube hết. Cho nên đây là một người rất có khả năng, và sau đó thì ông Trung Vũ được Epoch Times ở Hoa Kỳ họ đem về, bởi vì cái chi nhánh ở ngoài này để học về cái kỹ thuật làm sao có thể lũng đoạn được ở người Đài Loan, người Hồng Kông, người New Zealand, người Âu Châu và các nơi khác, và đặc biệt trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên trong cái chương trình Hoàng Bách Channel, chúng tôi muốn mời những cái người luật sư, những cái người có uy tín và có nghiên cứu để đưa ra những cái chủ đề nhằm mục đích là chúng ta nâng cao cái dân trí của người Việt của chúng ta trong và ngoài nước, và không những nâng cao mà chúng tôi cũng học hỏi từ quý vị. Quý vị có thể cho những cái email, quý vị trong những cái comment, quý vị chúng tôi cũng đọc để mà chúng tôi học hỏi thêm, để chúng ta cùng phục vụ với nhau, nhằm mục đích là gì? Bây giờ tin tạc nó quá nhiều, mà chúng ta đã thua cộng sản rồi, chúng ta đã qua bên này đã, chúng ta lại nghe những cái tin tạc, những cái tin giả, những cái tin, ví dụ như là quý vị biết đó, là những cái công ty như là Dominion bây giờ họ đã kiện trực tiếp cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, kiện trực tiếp như ông luật sư như Giuliani, bà Sidney Powell hay là ông Linwood, và họ kiện trực tiếp ba cái cơ quan truyền thông đó là Fox News, cái tờ Newsmax, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy đó là cái tin giả, bởi vì nếu nếu không họ đã kiện, và những người này bây giờ họ đã xác nhận, họ đã cải chính trên cái hệ thống truyền thông của họ là những cái tin đó họ đưa ra không chính xác. Thì tại sao người Việt Nam chúng ta đang ở Mỹ đã nghe rất là nhiều tin tức cái đồ mỹ nhân họ đi kiện những cái công ty này, kiện luôn cả tổng thống và kiện luôn ba cơ quan truyền thông của Mỹ nữa, và chắc chắn là trong tương lai họ cũng sẽ có thể hỏi thăm sức khỏe của Epoch Times, bởi vì Epoch Times trong tương lai đó nó cũng quan trọng, bởi vì y đưa ra tin giả là một phần
để làm suy yếu cái nền tảng của cơ chế này dân chủ của Mỹ. Cho nên có lẽ tổng thống trong tương lai cũng tìm cách chế ngự, kiểm soát lại cái inbox, những cái tin giả, tin mà thuyết âm mưu đó, nó có từ những cái nhóm cực hữu, nhưng mà nó bị pha chế, nó bị ảnh hưởng, nó bị hỗ trợ bởi cái tình báo của Nga và tình báo của Trung Cộng. Cho nên trở lại với luật sư. Dạ đúng vậy. Chúng ta thì không có ở trong cái ngành lập pháp, ở trong quốc hội, thành ra chúng ta không có đủ thời gian để mà bàn về những cái chỉnh đốn của cái quốc hội. Đương nhiên trong cái quá trình cuộc bầu cử vừa qua và trong 4 năm qua, chúng ta đã thấy rồi cái nề nếp sinh hoạt chính trị đảng phái ở trên nước Mỹ này, nó là cái nền tảng luật bất thành văn, thì nó là bị sụp đổ. Thì đương nhiên quốc hội bây giờ nó không thể nào dựa vào cái đó. Ngày hôm nay đó là những cái gì chúng ta thấy, và may mắn là cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ nó không có bị sụp đổ. Nhưng mà chúng ta cần phải chỉnh đốn nó lại, để mà trong tương lai 20-30 năm sau, 40-50 năm sau, nó sẽ có một cái người còn giỏi hơn nữa, và họ mị dân và đưa mà có những cái chiêu bài còn độc đáo hơn nữa. Mà nếu mà cái nền tảng mà không có được vững chắc thì nó có thể sụp đổ, và có một cái nước như nước Mỹ rất là hạnh diện với một cái xã hội dân chủ như vậy nó cũng có thể bị sụp đổ luôn. Thành ra cái câu nói của ông Timothy Snyder trong cái cuốn On Tyranny, ông ta có nói những người quốc gia họ phát biểu là những cái sự kiện này nó không có xảy ra ở đây, nhưng mà cái người mà yêu nước thì họ sẽ nói tất cả những cái sự kiện nó sẽ xảy ra ở đây. Tức là đừng bao giờ nghĩ là nó chỉ xảy ra ở bên nước Nga, ở bên nước Philippines, ở bên nước Nam Hàn, ở bên nước Italy, hay là ở bên Trung Cộng, hay là ở Việt Nam, mà nó cũng có thể xảy ra ở trên đất nước Mỹ. Và cái câu hỏi là chúng ta phải có một cái biện pháp gì để mà ngăn chặn, để mà bảo vệ cái nền tảng của cái xã hội dân chủ của nước Mỹ. Bây giờ chúng ta đi về lại cái tập thể của tổng thể cộng đồng người Việt chúng ta. Những cái ngành truyền thông chính thống mà nói tiếng Việt, những cái tờ báo trên online tiếng Việt, mà cái con số mà đưa ra những cái tin trung thực thì nó ít. Mà cái con số ở trên mạng, ở trên YouTube, trên Facebook mà đưa ra những cái tin giả thì nó gấp 10 lần, nó gấp 50 lần nhiều hơn. Nào, mà khi mà nó đưa ra rồi người dân đọc, người dân cũng không biết cái nào thiệt, cái nào giả. Mà người ta đọc đó, người ta sẽ thấy cái giả nó nhiều hơn cái thiệt. Thì giống như là Tổng thống Trump cũng đã nói, mình cứ đưa tất cả những cái tin giả đó ra mà người ta biết nó là giả, nhưng mình cứ nói đi, nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, từ từ nó, người dân nó sẽ thấm nhuần vào trong cái trí não của người ta, và nó sẽ trở thành cái sự thật. Là cái điểm thứ nhất, thì nó cũng đạt được mục tiêu rồi. Và cái điểm thứ nhì đó, nó làm cho những cái tin trung thực nó vô hiệu hóa cái tin đó đi. Thật ra những cái tin trung thực bây giờ đó, nó không có ảnh hưởng gì tới người dân hết. Là bởi vì người dân nói tôi không biết cái nào thiệt, cái nào giả, thật ra tôi không tin cái nào hết. Và cái đó rất là nguy hiểm, là bởi vì á, cái nền tảng của cái đệ tứ quyền á, nó đang bị lung lay rất là nặng nề bởi vì cái hệ thống internet. Thành ra đó, trong tương lai quốc hội sẽ làm ra những cái đạo luật để mà ngăn chặn và yêu cầu tất cả những cái đại công ty giống như là Facebook, Yahoo, YouTube, Google, bởi vì á, những cái đại công ty này nói là chúng tôi chỉ là cung cấp cái hệ thống điện tử cho quý vị thôi, còn quý vị viết cái gì trên đó, quý vị làm cái gì đó là quyền của quý vị. Lấy một cái ví dụ nha, để mà mình so sánh, nó giống như những người mà họ bán súng đó. Họ nói tôi đâu có kêu gọi người ta đi giết người, tôi chỉ bán súng để quý vị đi bảo vệ. Nào, còn quý vị mua cái súng về, quý vị muốn làm cái gì đó là quyền của quý vị. Rồi quý vị không thể nào đổ thừa tôi, nếu quý vị đi ra ngoài, quý vị đi đi bắn lộn với nhau và bắn nhau và đi cướp bóc, nhưng mà cái tôi không có chịu trách nhiệm. Những cái nhà mà bán súng đó, họ nói như vậy, họ nói là cái người mua súng
sai thì phạt cái người đó chứ không có phạt cái người bán súng. Thì cái hệ thống internet nó cũng giống như vậy, nó nói chúng tôi chỉ cung cấp cái hệ thống này thôi, còn quý vị viết bậy viết bạ cái đó là không dính lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Thì hiện bây giờ không phải là bên nước Mỹ này không, luôn cả bên Âu Châu họ phải làm ra những cái đạo luật để mà nói là những cái đại công ty này phải chịu trách nhiệm, bởi vì họ kiểm soát những cái này, họ không thể nào để cho người ta lợi dụng một cái hệ thống này và đi tuyên truyền làm sụp đổ cả một cái nền tảng dân chủ mà cả trăm năm tất cả những người dân họ gây dựng lên. Mà bây giờ cũng vì cái hệ thống này thành ra họ phải có những cái đạo luật trong tương lai để mà ngăn chặn. Nào, bây giờ chúng ta mới đi về lại cái tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Một cái chiêu bài hay là một cái kịch bản đã được áp dụng mà Tổng thống Trump là cái người làm cái việc này mà chúng ta thấy nó hàng ngày. Là hãy cái người nào mà Tổng thống Trump không thích, người nào mà phê bình Tổng thống Trump, người nào mà không đồng ý với Tổng thống Trump thì ông ta miệt thị chửi bới người đó, luôn cả những người lãnh đạo của Đảng Cộng hòa. Cái mục tiêu đó miệt thị và phỉ báng người ta là hy vọng người ta sẽ im lặng, tức là dùng cái chiêu bài mà miệt thị người ta để mà bịt miệng người ta. Thì chẳng những như vậy mà Tổng thống Trump còn dùng một cái kịch bản mới nữa là nếu quý vị không đồng ý với chúng tôi, Tổng thống Trump, quý vị là kẻ thù của chúng tôi. Đó. Thì chúng ta thấy Tổng thống Trump làm cái đó trong 4 năm vừa qua. Cái đó là cái mô hình, cái kịch bản đó người Việt Nam chúng ta áp dụng bởi được cái sự hướng dẫn của những người trong cái đảng vận động tranh cử của Tổng thống Trump, là những người mà ủng hộ Tổng thống Trump trong tập thể cộng đồng người Việt chúng ta họ làm đúng theo cái kịch bản đó. Những người nào mà chống Tổng thống Trump, những người nào mà phê bình nói xấu về Tổng thống Trump là họ sẵn sàng dùng email, dùng Facebook, dùng điện thoại và họ chửi bới, miệt thị, chụp mũ người đó. Và họ còn nói những người đó là tay sai của Cộng sản, những người đó là kẻ thù của người Việt Nam. Đó. Đây là những cái kịch bản chiêu bài mà chúng ta thấy nó hiện ra. Không có một cái người nào mà bất đồng ý kiến với Tổng thống Trump, miệt thị, phỉ báng những cái người ủng hộ Tổng thống Trump là những người kẻ thù của họ. Mà thật sự chúng Hoàng Bách chắc cũng đã trải qua cái này, mà đại đa số chúng ta cũng đã trải qua, là những người bạn sinh hoạt của chúng ta ở trong cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại thành phố của quý vị, mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bây giờ họ không chơi với quý vị mà họ nói quý vị là kẻ thù của họ. Cái đó là cái vấn nạn của tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Chúng ta cần phải vượt qua cái đó. Và những cái người mà ủng hộ Tổng thống Trump cần phải thức tỉnh và cần phải nói, ồ, cái đó đi quá lố, không nên làm, bởi vì cái kịch bản đó là nó hoàn toàn sai. Bất đồng ý kiến là chuyện thường. Ngày xưa đó, trong nhiều cái cuộc bầu cử của mấy 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 năm trước thì người này ủng hộ người này ủng hộ người kia, cái chuyện đó rất là thường. Nhưng mà ngày hôm nay người Việt Nam nào mà không ủng hộ Tổng thống Trump họ là kẻ thù, họ là tay sai của cộng sản. Cái đó đó nó đã lan tràn trong cái tập thể cộng đồng người Việt chúng ta. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúng ta chỉ còn ít phút còn lại. Nhân cái cơ hội này chúng tôi cũng đây xin giới thiệu cái tờ bộ e-book này. Nó gửi lại cho tới từng nhà, mà không phải là một trang đâu, rất là nhiều trang thưa quý vị. Cứ dài như thế này, tức là rất là nhiều e-book tiếng Việt. Quý vị thấy không? E-book tiếng Việt. Rồi nó gửi nhiều trang mà gửi tới tận nhà người ta. Hình ảnh rất là đầy đủ. Có thể trang này là 10, 16, 20 trang. Thành luật sư thấy là cái xa của họ rất là lớn, nó ảnh hưởng như thế nào trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài. Để kết thúc chương trình thì thưa quý vị, qua cái sự trình bày của luật sư đó, chúng ta nói là chúng ta xui, nhưng mà trong cái xui có cái may, là qua 4 năm vừa qua đó, Tổng thống Trump đã phá nát cái nền dân chủ của Mỹ. Tại sao phá nát? Tới cái ngày nay ông lúc nào cách 2016 ông nói là nếu mà ông thua đó là cuộc bầu cử đó gian lận, mà ông thắng thì ông không nói gì hết. Rồi tới bây giờ đó, bầu cử cử tri đoàn đã bầu xong xuôi vào ngày 14 tháng 12,
tất cả đều im im bề, mà trên 60 cái vụ kiện đều được bị trả về hết, hoàn trả. Chúng ta rất là có may mắn là những người yêu nước họ đặt cái nền tảng của hiến pháp lên trên hết và họ đã bắt tất cả các cái đơn. Thế mà bây giờ tổng thống Trump nó cuộc bầu cử này là dân lặng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Quý vị nghĩ, quý vị là người Mỹ, quý vị có xấu hổ không? Khi mà người ngoại quốc hay là Nga với Trung Đạo họ nói cái thể chế dân chủ ở Mỹ là tệ quá, mà chính ông tổng thống ông mở miệng ra là tồi tệ nhất trong lịch sử, mà sao quý vị không vậy mà quý vị vẫn còn tin vào tổng thống Trump? Thì đây là một cái chuyện lạ. Tổng thống Trump tạo ra sự phân hóa, tạo ra sự chia rẽ. Những ai mà kia là không đồng ý với ông ta, ví dụ như ông William Barr là cái cánh tay phải của ông từ trước tới giờ, hoặc là ông Mitch McConnell cũng là một cái cánh tay phải của tổng thống Trump, mà bây giờ ông cũng xà xẻ luôn. Và bây giờ thì tố cáo pháp viện không nhận đơn của ông, ông là tố cáo pháp viện rất là tệ, không có trí tuệ. Ông nói như vậy tức là ông miệt thị những cái cơ chế của nước Mỹ. Quý vị là người Mỹ, quý vị Việt Nam đó là người Mỹ, tại sao quý vị còn tin tới giờ phút này quý vị còn tin những cái chuyện đó thay đổi? Ví dụ như ngày 6 tháng 1 này là cái ngày mà gọi là phó tổng thống Mike Pence ra đứng ra để mà làm cái thủ tục về hành chánh để đặt tất cả những cái tên, cái danh sách của 50 tiểu bang mà các đại cử tri đó đã gửi về để xác nhận, và sau đó cho mỗi bên Cộng hòa Dân chủ có thể phát biểu trao đổi gì đó tùy. Quý vị cũng tin vào cái ngày đó sẽ là cái ngày lật ngược thế cờ. Thì do cái tờ Epoch Times này, tất cả những cái thuyết âm mưu từ ở trên mà quý vị cũng tin. Thì người ta nói nước Mỹ có cái xui là họ không ngờ một người làm chính trị đó. Cho nên từ đây mình sẽ thấy làm chính trị là phải có kinh nghiệm. Quý vị đi làm hãng, làm xưởng đó, người ta hỏi quý vị có kinh nghiệm bao nhiêu năm. Nhưng mà làm chính trị không ai hỏi là ông có kinh nghiệm làm chính trị không. Tổng thống Trump là không người làm, không có kinh nghiệm trong chính trị. Cho nên nó là ô, ông là cái người thành công trong thương trường. Thật sự thương trường không có gì thành công. Nếu mà quý vị coi đó, cách đây 30 năm, ông Fred Trump, tức là người thân phụ của ông, để lại một cái tài sản là gần nửa tỷ đô la. Mà 30 năm nửa tỷ đô la là bây giờ lớn cả 1, 2, 3 tỷ bây giờ. Nhưng mà ông làm, ông phá sản tới 6 lần. Thì bây giờ đâu có phải là ông người thành công. Mà bây giờ tất cả như là luật sư nói đó, cái nhân cách của người làm chính trị đó càng không có văn bản bắt thành văn, nhưng mà họ phải tôn trọng cái luật lệ của cái sân chơi. Ai cũng nghĩ là hiến pháp không ghi rõ, bởi vì họ nghĩ là những người ra ứng cử là những người có cái tư cách, có nhân cách để mà đề cập lại những cái vấn đề này. Cho nên đâu có ngờ là tổng thống Trump không đưa giấy thuế, không làm gì hết rồi nhưng mà người ta vẫn tin. Thì cái đó họ đi ngược lại với cái định chế của Hoa Kỳ. Và chính cái yếu tố này đó, một lần nữa chúng tôi bây giờ xin luật sư kết thúc. Bây giờ có người đặt câu hỏi là cái ngày 20 tháng 1 đó, là cái ngày chắc là ông Joe Biden ông sẽ nhận chức. Và sau đó dưới cái nhìn của luật sư, hình ảnh của Tổng thống Donald Trump sau ngày 20 nó còn có hiệu nghiệm để mà huy động hay là để có thể ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa hoặc là ảnh hưởng trong dân chúng Mỹ hay không? Có người bạn làm việc truyền thông với chúng tôi hỏi nó không, nó sẽ sau một tháng là nó sẽ phá sản. Nó sẽ phá sản là báo chí truyền thông sẽ hiện tại từ bây giờ họ không nhắc tới nhiều về tên ông Trump nữa, mà họ nhắc tới người gọi là sắp sửa là tổng thống thứ 46 làm thứ nhất. Thứ hai, sau này ông có tuyên bố gì họ cũng không đề cập nhiều, để cho cái hình ảnh của Trump nó không còn ảnh hưởng trong vùng chống Mỹ. Bây giờ xin luật sư chia sẻ là cái hình ảnh nó còn hiện hiển không, tức là tiếp tục không, hay là nó sẽ lu mờ trong một thời gian ngắn, thưa luật sư? Hiện bây giờ đó, cái hình ảnh và cái vai của tổng thống Trump nó đã bị lu mờ trước cái ngày bầu cử, hay là ngay cái ngày bầu cử, hay là sau đó một tuần, thì cái số người yểm trợ ủng hộ tổng thống Trump là khoảng 46-45%, và bây giờ là một tháng rưỡi sau thì cái số người yểm trợ nó giảm xuống là 10%, tức bây giờ khoảng có 36%. Nào, khi mà nói tới những cái con số này đó, thì chúng ta phải đưa vào một cái quá trình lịch sử của nước Mỹ này để cho tất cả quý vị và Trung Hoàng Bách thấy nó rõ hơn. Trong cái cuốn sách How Democracy Died, nó có nói về cái lịch sử của cái nước Mỹ.
Thì ngày xưa năm 1930 đó, như chú Hoàng Bách biết và quý vị biết, ở nước Mỹ nó có cái sự kỳ thị chủng tộc của người da trắng, của người da màu. Thì năm 1930 đó, cái sự thăm dò ý kiến nó cho thấy đó, cái số người kỳ thị chủng tộc đó nó là khoảng 30%, cho tới cao lắm là 35% nha, là bắt đầu từ năm 1930. Một cái người ứng cử viên của đảng Dân Chủ mà ông ta là một cái người Mỹ dân rất là nổi tiếng, đó là ông Huey Long của cái tiểu bang Louisiana. Ông ta là thống đốc và ông ta là thượng nghị sĩ, và ông ta chuẩn bị đi ra tranh cử tổng thống với ông Roosevelt, nhưng mà ông ta bị ám sát chết. Nếu mà ông ta không bị ám sát thì ông ta có thể trở thành cái người tổng thống của nước Mỹ. Ông ta là một cái người rất là giỏi Mỹ dân, một cái tài Mỹ dân, và ông ta được cái sự yểm trợ cũng khoảng 30 cho tới 35% cái số người da trắng kỳ thị, tức là bắt đầu đó đã có cái con số đó rồi nha. Cái con số đó cho tới ngày hôm nay nó vẫn giữ y nguyên, cho đến sau này đó, tới cái năm mà của 1950 của ông Joe McCarthy, cái người thượng nghị sĩ mà đưa ra cái thuyết những cái mà bây giờ tổng thống Trump đang áp dụng, đúng không? Để mà Mỹ dân trong cái thời năm 1950, thì ông ta cũng được cái sự yểm trợ của người dân da trắng. Là cái con số đó đó, cái thống kê của những cái năm đó nó cho thấy đó là cũng khoảng 30 cho tới 35%. Rồi cái sau đó tới năm 1969, tức là cuộc bầu cử mà 1968, thì có một cái người là người của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Alabama, đó là ông George Wallace. Thì ông ta là thống đốc, ông ta là cái người của Mỹ dân, và ông ta cũng tuyên truyền, thì ông ta cũng được cái số yểm trợ là khoảng 30 tới 35% của những người kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà đó, trước khi ông ta ra tranh cử tổng thống thì ông ta có ra tranh cử tổng thống, nhưng ông ta bị ám sát, mà ông ta không có chết mà bị liệt ngồi trên ghế xe lăn. Ông ta bị ám sát. Thành ra đó, trong ba người trong quá khứ từ năm 1930 cho tới ngày hôm nay, và tổng thống Trump là cái người thứ tư, thì trong ba người đi trước tổng thống Trump dùng cái kỹ thuật Mỹ dân để mà trở thành cái người độc tài, thì ba người đó không có đạt được cái mục tiêu trở thành tổng thống. Tổng thống Trump thì lại trở thành người tổng thống. Nhưng mà đó, cái con số mà yểm trợ tổng thống Trump ngày hôm nay là cũng khoảng 30 tới 35%. Thật sự cái con số đó là cái con số mà bắt đầu bây giờ nó công khai cho người dân nước Mỹ thấy là trên nước Mỹ này, trong cái số của những người đại đa số người da trắng, trên nước Mỹ này có khoảng 30 cho tới 35% là người kỳ thị chủng tộc hay là kỳ thị sắc tộc về màu da. Mà cái đó đó là cái con số nó nằm chết từ năm 1930 cho tới ngày hôm nay, chứ không phải là mới đây. Và cái con số đó sẽ nằm ở đó ngoài. Nào, thì chúng ta thấy đó là tất cả những người mà ủng hộ Tổng thống Trump nhưng mà họ không phải là những người kỳ thị chủng tộc, thì bây giờ họ đã tiến tới, họ không có còn yểm trợ và ủng hộ Tổng thống Trump. Thành ra cái con số đó nó càng ngày càng thấp xuống. Và sau cái ngày 20 tháng 1, thì cá nhân tôi cũng đồng ý với những cái suy đoán của một số những người chiến lược gia, chính trị gia ở trên nước Mỹ này. Khi mà tổng thống không còn là cái người tổng thống, không còn quyền nữa, mà trở thành một cái người dân thường, thì cái tiếng nói của ông ta không có còn quan trọng nữa. Ông ta cũng sẽ có một cái số những người theo, bởi vì cái con số 30% đó thì nó cũng có thể còn 20% họ sẽ tiếp tục theo ông ta. Thành ra ông ta vẫn có cái con số người, nhưng mà cái ảnh hưởng của tổng thống Trump sau cái ngày 20 tháng 1 nó sẽ không có ảnh hưởng về cái chính trị, là cái chính trường ở trên nước Mỹ này nữa. Và một cái nữa đó là cái những cái ngành truyền thông chính thống họ sẽ không có tiếp tục mà đi theo và đưa những cái tin của tổng thống Trump. Thành ra từ từ tổng thống Trump sẽ lu mờ. Mà ngày hôm nay, một tháng rưỡi sau, thì cái con số ủng hộ tổng thống Trump nó đã giảm xuống 10%, một cái rất là lớn mà nó chỉ trong một tháng thôi. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin phép tạm dừng. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư Steven đã dành thời giờ, và đặc biệt là một cái chương trình ngày hôm nay rất có ý nghĩa. Và chúng tôi muốn cái chương trình này quý vị mà thấy cảm thấy thích thú
thì xin quý vị chuyển cho bạn bè hoặc các cơ quan hoặc là những ai mà thích, bởi vì chúng tôi mong ước là luật sư Stephen Điều đó, nói mà có hứng thú đó, thì khi nào mà được quý vị được vào subscribe, quý vị gọi là tán phát cho nhiều để người mọi người cùng biết, để cùng nhau học hỏi, để cùng thấy cái nguy cơ mà cái này để tứ quyền bây giờ ở Mỹ đó họ qua rất là thường. Sau 4 năm của thằng tổng thống Trump, ổng kêu là truyền thông là kẻ thù của nhân dân, cho nên người dân họ không tin, còn tin tưởng nữa. Ngày hôm nay mình muốn vượt dậy để làm sao có truyền thông của Việt Nam nói riêng và truyền thông của Mỹ nói chung từ từ sẽ phục hồi lại và lấy lại cái tư thế. Và chúng tôi mong ước là quý vị sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ để chúng tôi có hứng thú để tiếp tục làm. Luật sư Stephen sẽ hứng thú làm những cái chương trình chuyên đề hay hơn. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào luật sư. Dạ, kính chào chú Hoàng Vách và tất cả quý vị khán giả. Mà cũng tiện nay là cuối năm 2020, kính chúc chú Hoàng Vách và tất cả quý khán thính giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc, bình an và giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa là bước qua một năm mới. Nhân cơ hội này chúng tôi xin kính chúc quý vị và quý khán giả khắp nơi một năm mới an khang thịnh vượng, và xin kính chào.